Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Hôm nay vợ chồng mình sẽ nấu ăn ở nhà cả nhà. Tại vì em mình gửi lên cho một con cá chim siêu to khổng lồ. Con cá chim hai cái mình xong rồi còn hai ký mấy à? Nên làm gì em? Em sẽ chiên ăn bánh tráng dầu sống với chấm mắm nêm. Chiên, chiên là chiên giòn đó nha. Chiên là chiên nguyên con luôn á, rất là phê luôn á. Vậy giờ mời cả nhà cùng vào bếp với vợ chồng mình nha. Vô. Vô. Đây. Đây cả nhà, đây là một con cá chim siêu to. Mần sạch sẽ hết rồi, cỡ hai còn hai ký mấy á cả nhà. Quá trời bự luôn cả nhà. Siêu to khổng lồ luôn, nặng lắm. Vậy ở đây là mình có một dỗ rau, bánh tráng, khế, chua chát. Giờ đây là ớt mình băm sẵn rồi, chút mình sẽ làm mắm nêm. Đây. Rồi đây là bịch bún, hai chồng mình mua nửa ký bún rồi cả nhà. Mới dọn ra đó rồi, cái mới làm đó là mới đi giấu bịch bún ở nhà mình. Giờ đây là một dĩa ớt nữa. Giờ bây giờ mời cả nhà vào bếp chiên cái vợ chồng mình chiên nha. Giòn. Ok. Ok. Cả nhà bây giờ ở trong nhà mình á chật chội quá, mình ra trước cửa. Mình chiên con cá. Mình chiên đỡ này, cả nhà. Ra ngoài chiên luôn cả nhà ơi. Bây giờ em chế hết một chai dầu này vô luôn ha. Dầu nó nóng chưa? Nóng rồi, nóng chảo dữ lắm rồi. Con cá này là chiên nguyên chai dầu chưa chắc gì đủ nữa đó. Ê, từ từ nghe, hồi chiên đổ thêm nha. Bỏ cá vô nó chạn ra ngoài cái là ăn ngoài luôn á. Bây giờ chiên kiểu mỹ tộc nè. Để tay bóc luôn hả? Trời ơi, đũa nằm đắt cho nổi. Ồ, cá bự quá vậy, làm vô cái đó không vừa luôn á. Xôi xôi nhiều dữ lắm rồi. Đặt vô. Chưa. Xôi. Dầu xôi là một rồi, chết mồ con cá. Ừ, ừ. Thôi chiêu hết rồi. Không, chút nữa, cái lấy cái giá anh. Lấy cái giá dưới. Cái dầu thêm hả? Dầu thêm đi, cho nó nhiều. Ốp cho thấm gia vị. Cái này là cá mình chiên tươi cả nhà. Bắt vô nó sôi vậy nè. Quá trời ăn cá này. Cá này chắc chiên không chín luôn cả nhà ơi. Cái dầu này nè, em sẽ dưới lên trên đây nè. Phải không? Chế cái đậu á, cái đậu có đậu ăn ngon á. Chế cái đuôi nó ngon á. Trời ơi, giờ chế đâu? Nhiều chuyện quá. Đó, cái chảo này lớn nhất luôn á đó, không còn cái chảo nào mà lớn nữa hết trơn á. Chắc gắn hết clip này lạnh lãnh lương đi mua cái chảo lớn đó nhà ơi. Cả nhà cái clip này coi nhiều nhiều đừng cho vợ chồng mình kiếm tiền đi mua cái chảo. Chảo này mắc à? Chảo này 300.000 á anh. Nếu mà mua chảo lớn hơn chắc 300.000. Dầu sôi. Em chế vô cái mỏ nó kìa, cái mỏ nó kìa. Cái mỏ nói nhiều nè, em chế vô mỏ nói nhiều của nó. Cái mỏ nói nhiều á. Cá sói mỡ nè cả nhà. Đây là cá sói mỡ. Đây là cá sói mỡ. Đó, gà sói mỡ xưa rồi. Đây là cá sói mỡ. Cá sói mỡ, đây là chim chiên. Chim sói mỡ. Chim siêu to, sói mỡ. Đó, này một cuốn bánh tráng nè. Mắm nêm. Ôi, mắm nêm rồi. Cái gì nữa ta? Cái gì nữa trời? Bún. Đó, gói mấy này gói cái cuốn vô rồi cả nhà. Đặc biệt nữa là siêu cay. Cá này chiên có khoảng 20 phút mà cả nhà ơi. Nửa tiếng chứ 20. Phải không? 20 phút được rồi, ăn phải tái đúng không? Mình muốn ăn tái phải không? Đó, phải mở xôi này cả nhà. Nhìn tí xôi không? Quá trời con cá rồi, hết màn hình luôn cả nhà. Ngon hay ba? Ngon. Cá này chiên giòn, cuốn bánh tráng rồi sống. Lâu lắm rồi cả nhà, đi ăn tiệm hoài, vợ chồng mình cũng ngán. Cái bữa nay rủ vợ mình sẵn em nó gửi lên cho con cá chim ao nhà dưới quê đó nha. Nuôi nhiều lắm cá, dòng cá này nhiều lắm, cá 3 kg, 4 kg, 5 kg mà mình câu đại lên, nó câu đại lên nó cho lấy con nào lấy con đó. Con này có 2 kg mấy nha, 2 kg mấy nha, 2.4 kg, 2.6 kg gì à. Còn lúc mà chưa mặn cũng gần 3 kg á. Cái này chắc cái chiên xong cái này chắc no luôn nha, hửi mỡ no luôn á. Em lấy lại ra nữa, nó bực cái răng. Chiên xong cũng ngập nữa. Ơi. Anh ấy bên hông. Ờ, dãy bên hông vậy đó, ừ. Ồ, dính, còn dính dưới em ơi. Nó chưa nhảy lên. Dính chít nữa đi, dính chít nữa đi. Chít nó đi, mình nhảy ngồi nó chóc da hết trơn á. Thơm quá. Cá siêu to luôn mà. Cá này 2 kg mấy mà. Thơm quá thơm. Mà mình không có về, mình có việc của mình lên chứ không có thời gian đâu. Bữa nào chủ quê đó nha.
cái gì đó mình câu cá bắt lên cho nhà xem luôn, mà lên về lên hú luôn. Nói câu không được á, anh nói mà anh câu không được em đạp anh xuống ao luôn á. Được anh ơi, nó vàng anh ơi, vàng ơi. Mình chị vô biết mình không cần ở nhà, mình ngồi nướng làm chơi được. Còn dính không? Anh chỉ biết ăn hay biết cái gì? Thế đó coi, giỡn hoài cô nướng. Còn dính dính. Rồi mắc không thật. Rồi xong. Giờ sao ta? Rồi sao ta? Con cá này bự. Bây giờ chị cứ vàng một bên luôn đi, rồi ngồi cái mình để nguội lại. Vàng rồi nè, vàng khè luôn. Tắt lửa chưa? Tắt rồi. Bây giờ em lại bên kia lại qua. Em đẩy cái em lấy đầu vịn vịn đi, em đẩy á. Bảy cái sạn nó vô chóc da lên mới được. Cực quá, cực đi. Lần đầu tiên chiên cá lớn trong bự quá nhà rồi nó bị gói với phần cái chảo nhỏ quá. Em sợ nó giăng. Nắng quá. Em đội nón lá. Trời nắng. Nắng quá em đội nón lá mới được. Đó. Từ từ, gính đất không em ơi. Em nướng đất xong được. Ồ, được rồi đó, được rồi đó. Đó. Em lấy cái giấy này, em nắm cái đuôi, em kéo ngược lại. Nó lên rồi đó. Không, đừng làm gì đi chóc. Phải nắm cái đuôi kéo mới được. Nắm đuôi kéo đi. Đừng kéo đất được rồi. Nắm lực mạnh. Nữa. Được rồi. Đó, vậy đó, bắt lửa lên. Bây giờ mình chiên cái dàn đầu cho nó chín, rồi xong cái đuôi dẫn nó đi, rồi mình chiên cái đuôi nữa. Phải che lại để nổ. Không lá cả nhà. Hai chồng ra giữa hẻm chiên cá luôn chứ gì, trong hẻm đâu có chiên được. Ở nhà đâu có chiên được, con cá lớn quá. Ồ, quá trời vàng luôn rồi chồng ơi. Cái ngồi gì vậy, dễ nữa đi. Tắt lửa đi. Có chừng nóng nha. Phát, tôi làm cho mày quay đi. Bây giờ sao cho nó úp qua hả chồng ơi? Phát, cho dính cái đuôi trước. Cá không biết làm hả nhà ơi. Đi phụ nữ mà. Con cá nặng quá anh ơi. Đó, giờ mình cho cái đuôi đó. Phải làm từ từ mới được. Giờ em bật lửa lên đi anh. Cái này là cá chim sói mỡ. Chim sói mỡ. Cái vàng quá trời rồi cả nhà. Bây giờ chồng chở đi chồng. À để em lấy miếng giấy nắm cái đầu lên hả chồng? Cái chừng nó rụng ra luôn á. Ôi. Ăn bây giờ. Bên đây đây. Lại vợ. Bỏ cái giá mà xây thường bởi quá hả? Dầu chốc rồi. Trời ơi chốc rồi. Cải cái giá cải đi lên. Rồi lên rồi đó. Đó. Góc này. Ấy á. Vàng cả nhà. Vàng quá rồi. Coi chừng nó bật cái chảo dầu ra trời. Ôi, kéo qua đây miếng. Rồi dỡ lên. Lấy cái này đắp lại. Ở nhà vàng hết trơn rồi nhà. Ôi vàng quá. Bật lửa lên anh, bật lửa lên chiên cái đuôi trước. Quá ôi, vàng. Nhà. Quá vàng ghê luôn. Cá luôn à. Quá ngon rồi đấy. Quá trời, quá sức cái trận này. Chiên nguyên con cực lắm rồi nhà, chiên con nó khó chiên lắm á. Để chảo lớn mới được. Ôi cái đầu đó chín rồi, khỏi chế nữa anh. Cái chảo nhỏ nhỏ nhỏ, chảo nhỏ quá. Trời ơi, giờ nó đẹp quá. Nó vàng rồi, nó đẹp. Wow. Siêu to luôn. Siêu to, khổng lồ. Thì để mình để trong vòng 50 phút nữa mới chi vàng bầy kia mới nhắc xuống ở nhà. Bây giờ mình đợi vàng luôn rồi, mình quay cho cả nhà coi. Đó, nó nổ banh mặt luôn á. Mình gấp đầu vô nha. Đó, lấy cái giá ra, lấy cái giá ra. Rồi. Phải dùng thế nha, cá bự dùng thế chứ không. Rồi bắt lửa lên chồng.
Cho chảo ngay nó cho nó lật xuống bây giờ. Mình chiến ngoài sân mà còn gì gặp trong nhà mình nhỏ cả nha. Đây. Đây này cái một lớp này nữa là vô sự đó, nó đen thui luôn rồi. Mà vàng luôn á. Đó. Bây giờ mình đang chống rửa rau, lật rau. Bây giờ mình canh, mình ngồi đây mình canh. Anh vinh ra đi anh. Bây giờ. Anh đứng dậy anh che màn hình của em rồi. À, giờ, anh lấy cái kia anh bỏ dưới nữa, cái dãy á, cái sạn á, lấy cái sạn nữa. À đó vậy cái đó anh lấy anh bỏ dưới. Khoan. Cái nghịch tay này không phải xây được thêm cá lại. Mình phải xây đúng chiều đàng hoàng nó mới vô cá chứ. Đó. Rồi. Được chưa? Cá bự quá đó. À cái đó. Ôi nó bể. Rồi. Để dưới luôn. Rồi. Quá ngon em ạ. Ngon quá anh ơi. Quá đây. Trời ngon. Ở đây là một con cá chim. Và đây là có khế, chuối chát, xà lách, hẹ, ớt. Siêu ớt. Và rau thơm. Đây là có bún. Đây có nước mắm. Mắm nêm. Ai ăn gì ăn cả nhà. Đây, mắm nêm bà xã mình. Mắm nêm. Tự làm nhà cả nhà, quá làm ngon lắm. À, kẹo tự làm cả nhà. Ở đây là nước mắm chua nhiều ngọt cả nhà. Chuối là chuối nhà chồng luôn á. Chuối nhà chồng luôn á cả nhà. Chuối này gọi là chuối quan tự làm. Nay không có con ở nhà. Mẹ nay cũng. Mẹ cũng về quê luôn. Về quê luôn, tại vì em gửi lên á, mẹ về quê thì cũng là đi. Về đám giỗ ông ngoại. Mẹ về quê đám giỗ ông ngoại. Đám giỗ ông ngoại cả nhà. À, còn vợ chồng mình bận con đi học nên không có về được. Rồi bây giờ mình vô mời cả nhà ăn, anh ơi đói bụng quá anh ơi. Con cá chịu hết nổi rồi. Quá trời ngon cả nhà. Có bánh tráng không? Có bánh tráng đâu? Có bánh tráng em để nè. Đây, bánh tráng. Có bánh tráng luôn cả nhà. Rồi vô ăn ha. Thôi vợ chồng mình mời cả nhà ăn chim chiên giòn nguyên con cả nhà. Mời cả nhà ăn cá chim chiên nha. Em. Hả? Nước chấm. Đây. Ngon cả nhà. Lần đầu tiên mình vợ chồng mình chiên nguyên con luôn. Cái chén để đựng xương nè, em có chén rồi. Đây là bánh tráng. Lâu lâu ăn ở nhà gì mà ngon ở nhà ấy. Lâu ăn nhà cho nó ngon. Đút chơi được không ta? Được anh. Được luôn hả? Ừ. Rồi, ăn đây anh nè. Bún bỏ đây không đi? Thôi, bún để đây thì để cho nó dính vào. Ồ, bên đây nó ăn nha. Đúng rồi, bên đây nó ăn. À. Thôi mình ra tay bóc luôn cả nhà chứ mà. À, gấp thì khó lòng quá. Chỉ có cái ai nhìn đâu mà sợ. Chuối. Chuối khóm. Khóm. Ừ khóm. Em ra tay luôn, anh gấp đũa đi. Ôi chuối giòn em ơi. Giòn hả? Phải ra tay xé, em sẽ đỡ, em ra tay em xé luôn đi. Anh xé đi. Trời ơi. Trời ơi. Ủa, giòn cả nhà ơi. Trời ơi, nó giòn. Ủa. Ừ. Đã. Trời ơi ngon. Ôi thèm quá cái nhà ơi, chấm ăn cá cạp cái đó cái nhà ơi. Cái đó xương không anh cuốn đâu được đâu. Ngon ngon. Không có gì bằng nhà vợ làm cho cái nhà. Mời cả nhà ăn cá cuốn với vợ chồng mình nha. Ngon quá. Ngon ngon cả nhà. Có béo. Cái chim bự á nó không có xương. Béo, xương nó bự. Nó đi qua rồi đúng rồi. Chứ không có xương. Không có xương nhỏ. Ủa. Ớt cái nhà không thả ra cả nhà. Ngon quá.
có khế chua chát rồi vô cái nhà ngon quá không, ăn nướng chua chua nó chát chát cá chiên giòn béo béo. Ừ, cá chiên giòn chấm mắm nêm là cái nè ngon số 1 luôn, ngon như vợ làm luôn. Ủa cá chiên nhà làm á nha, chấm vô cái nước mắm nêm cái nè ngon lắm, nước về luôn nha, bỏ vô cuốn ăn coi chừng chưa á. Wow. Ủa nóng quá em mất cái cuốn rồi. Không cuốn hả? Không bóc nữa vậy, không bóc mới kịp vợ. Mình chưa cuốn nào chứ, cay quá mình ăn ớt mình chưa chứ mình cá. Ừ. Wow. Chuyện đúng vô. Nhà mình có hai vợ chồng, không có ai nên mình bóc thôi nha. Chứ cái này mà gấp 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 mệt lắm. Ừ. Thôi Năng ơi, em mới ăn cuốn rồi, thôi Năng ơi. Thôi. Thôi thôi. Ăn đi, ăn chưa ăn cuốn nè. Thôi thôi. Bỏ chết đây được không ăn? Ủa? Cái gì? Chết trời. Ê, vậy nãy giờ tưởng thiệt, tưởng đâu chồng mình thương mình cho mình thiệt. Ừ. Ngon quá. Bỏ chết còn ăn ớt nữa. Trời ơi, ăn gì cay chịu nổi. Ngon. Ớt nhà mà. Con mình không có chịu vô clip cả nhà. Nên con mình chút mình chừa cái mặt dưới con mình ăn sau. Mình sắp đạt được 10.000 này, cả nhà nhớ vô đăng ký ủng hộ cho vợ chồng mình để đạt 10.000 ca sub sớm sớm cả nhà. Ừ, đúng rồi. Mình được hình như 7.000 mấy rồi. 7.700 rồi. Nó trái rồi. Hả? Cái gì? 14 trái à. 14 trái hả? Ăn 10 trái nghỉ cho. Cái này trái rồi nè. Hả? Không, nhớ là nó đã. Ngon nha. Nhà có dịp chiên thì ăn thử thì ngon. Ngon. Mình thích nhất vợ mình làm nó chấm cả nhà ngon. Có hiểu tính mình ăn. Không. Ừ. Cả nhà đừng có nghe lời vợ mình kêu chiên, nghe chiên thực lắm luôn, chiên hả gần tiếng hộn tháo xong. Ừ. Mà nếu mà phụ nữ chiên hơi khó á. Nó nặng lắm. Nó chảo 2 cái máy cá mà. Cá này 2 cái máy ở nhà mà rồi á. Trời, cái chảo mình nhỏ quá. Ừ, ngon lắm. Ngon quá anh sao? Ngon quá. Ừ. Cái mới béo á. Cái này cái nhà ơi, ngon lắm cái nhà ơi. Ngon. Em ăn cái này đi. Ừ, chưa ngon. Ngon lắm. Thương quá. Rồi béo không? Nó béo lên luôn mà nó cay cay lên luôn. Ừ, cái này mà có lon bia ha. Ừ. Ly rượu ha. Uống là rượu, uống ly bia, ly rượu ở nhà. Ngon quá. Mùi ngon mà không có bạn Hiền hả? Không có bạn Hiền. Bạn giờ đi làm hết rồi. Bạn mình có ngủ qua mà. Bạn mình đi làm rồi. Không có thời gian. Giờ người nào cũng có công ăn việc làm riêng hết rồi, đâu có thời gian đâu. Chưa không á, cắn ăn không á. Em ăn cái này. Con cá này thường thường nó hay có cái xương nhỏ dưới đây mà sao cá bự cái xương nó không có ta? Không có. Thường thường cái xương nó đây nè. Biết sao không? Hả? Nó đủ độ lớn, đủ độ lớn rồi. Nên xương nó bự ha. Ừ. Thường thường xương chữ y không luôn á. Ngon quá. Em có cái này dễ không? Ăn thấy không? Em ghét để đâu à? Thôi em lấy chặt lành ướt lấy dính rùm. Ăn đi. Mình như này, ăn được tay luôn đó nha. Dồ. Cái xương cứng lắm nha, tại vì cá nó đủ đầu bự rồi.
nào mình về á, hôm nào dẫn nó về á, chứ là mình thèm chút mà. Thì anh em mình câu cá 5kg lên chiên nguyên con cả nhà nha, nó bự lắm, nhưng cũng mấy năm rồi, hình như nó có đẻ cá gì vậy, ăn cũng nhiều lắm mà còn hoài rồi. Nè, tôi gần Tết tới vợ chồng mình bận quá cả nhà. Mày bận quá bắt mớ thì mày giục cái đũa vậy? Tức quá, ăn không lợi tức, thấy ăn quý quá tức. Ăn sẽ chừa cho em. Mình ăn hết say rồi không còn uống rượu nữa nha. Ăn ớt say thiệt á. Say rồi, say cháy cháo à. Em làm mắm nêm ngon ha. Ngon quá ngon. Thấy mình kêu vợ mình nấu ở nhà ăn đó nha. Ngon đó nha. Nhưng mà vợ mình cũng dịp lum hết trơn hết thời gian. Tết tới nhiều công việc quá. Mấy người ai buồn, bỏ buồn. Thường lớp 5-6 ngàn, 5-6 ngàn, 4 ngàn coi bây nay còn có 3 ngàn mấy không? 3 ngàn mấy nha. Dịp đá banh này ít người coi quá này, anh em hầu như công việc nào cũng vậy hết nha. Nó bị thất thoát nhiều lắm. Hầu cuốn mới có xương bị xương à. Xương với đuôi á mẹ nè, rau thơm, chuối nè, cưỡng, xà lách, khế. Khế đâu? Ủa có một khế nè. Ừ, khế bún. Ừ, bún ít thôi, nắng này cũng ít thôi cả nhà. Với đuôi có xương kê bà tay mình ăn miếng có hai chồng ăn rồi. Nhưng mà giờ mình biết cái nhà coi clip nhớ ủng hộ cho vợ chồng mình nhá, mấy người tuột quá buồn quá cái nhà. Cái gì nay không ai coi hết buồn quá. Đây chấm nêm là siêu ngon luôn này đó, chấm gì nữa nè đó. Ai làm à, nêm ai làm à? Trời ơi nó mở, ai da mở chàng nè. Trời ơi xưa mở luôn, chấm vô đây cái. Mở quá trời luôn. Trong nhà có dịp nó mua con có chim về cái nhà làm thử gì ăn ngon lắm nè, ngon cực kỳ ngon luôn. Mắm niêm mà nãy giờ mình còn quên một món nữa. Trái cà gì á quên rồi đó. Cà pháo hả? Ừ. Cà pháo với mắm tôm. Ăn cũng ngon. Cà pháo mình ghiền với mọt luôn á. Cà pháo mắm tôm. Trời ơi, lê trâu. Mở xong luôn á. Trời ơi, cái miếng đó ăn thôi. Đừng xương nha. Xương nhiều lắm á. Ớt ăn thoải mái không? Ừ. Ăn khỏi mắc cỡ. Khỏi ngại luôn ha. Khỏi ngại luôn. Cá nó tuột xuống, cá nó chạy. Ừ, cá này là siêu bự luôn á trời. Trời quá. Rồi mồ hôi chứ gì nè. Ừ. Cầm trái ớt nữa mà không cay sao được. Mồ hôi mình mồ hôi mặn đó nha. Mồ hôi dầu. Ừ. Mồ hôi muối. Mặn. Mặn là muối. Ờ muối. Ngon quá. Ủa, à đây, em kiếm cái này nè. Dán anh ơi, con cá bự quá anh ơi. Không, này, hai chồng ăn là no say luôn á nha. Bóc đại nha.
có hai chồng mà cần chi mà đủ á. Không dễ đâu. Hai chồng mình ăn cái mặt trên, cái mặt dưới chút nữa rồi con mình. Dạ. Hai chồng mình ăn mặt trên, mặt dưới với con mình. Chứ con mình nó không chịu vô clip cả nhà. Cái này nó tắt ra cả nhà ơi. Để cuốn vô ăn cái là sống một cái là đi ò he liền đó. Ao này, ở cá này là nuôi ao nước ngọt hết cả nhà. Ao nước xài á. Cá bự quá. Quá bự luôn. Miếng khế cả nhà. Ăn chắc siêu ngon. Ngọt thật ha. Lâu lắm mà ăn rồi cả nhà, thèm ngon quá nhà. Ngọt lắm. Cái nhỏ lâu xuyên ăn rồi. Mà ăn nó lâu ngàn được, ăn nhiều ngán lắm. Thôi. Thế sao chua vậy hả? Chua không? Chua. Thiếu gì nữa ta? Ôi sợ lắm. Hẹ. Ôi hẹ cứng lắm. Chua quá. Sao khế nữa chua kỹ ha. Ừ, đúng rồi. Ớt cà khế chua. Còn chuối thì nó chát. Ba nó hòa quyện vô ăn ngon ghê. Nhất cái nắp thôi. Quá đã. Phải múc múc cái này nè. Đấy đây. Ngon á, ăn gì được á. Mình có đũa tự động rồi. Ăn làm bánh nem không có mặn ngon ha, vừa ăn ha. Ăn, ngồi chết rồi. Thôi đừng ăn nữa, cái này bệnh quá ăn ớt. Chồng mình đi ăn amidam cả nhà, ăn ớt vô rồi bắt đầu amidam thành rồi. Nên hổng dài rồi, không ăn ớt được. Con nào ăn mà ghét đó. Anh ăn mà nóng vô bắt đầu là nó hành lên à. Kỹ nhất là bia luôn, bia rượu luôn. Bia mình rượu. Uống một cái là qua sao làm nói chuyện. Ngon quá. Hai vợ chồng không thể nào ăn hết con cá này nổi. Không nổi. Chịu ăn tiếp á. Con cá này mặn gọt còn 2 ký mấy nữa nè. Cả nhà có coi video của vợ chồng mình đó. Cả nhà cho vợ chồng mình một like, một share và một đăng ký nữa đi. Để vợ chồng mình đó đạt được 10.000 ca sub sớm rồi cả nhà. Cả nhà nhớ thương vợ chồng quán dĩa hè nha. Cái dòng ăn ít lắm, ăn rất là ít. Nhưng mà cái hai chồng ăn cháo bự quá, ngán quá nhờ. Chiên thì cực thì chứ mà ăn thì ngon, thì ăn ngon một chút thôi. Cái này hai vợ chồng mình sẽ ăn được cửa chiều nữa rồi đó. Ăn hết luôn á. Đúng rồi. Nạt không á nha. Gỡ cho cái nhà coi. Thôi giờ gỡ lên nó rụng. Mình thôi thì ăn rồi gỡ nó rụng. Ôi ôi. Nè. Cái đó một hồi nè. Mình xách tục qua vậy là không nè. Nó giống như là cái cục gà vậy á. Đã lắm. Mà chiên cực lắm nha. Chiên cực. Nhưng mà chút em phải đó. Lấy xương ra cho con nó ăn chứ để xương nó con cực nó lý được. Do là cái chảo mình quá nhỏ. Không, cái cá bự chiên cực quá anh ơi. Ừ. Nó cá này nó chín nó ngon ghê luôn nè. Nãy em sợ chiên trong đây nó không chín á anh. Cái chảo mình nhỏ quá. Ai ngờ đâu nó chín tới xương luôn. Tới xương luôn á. Một khoảng phải gỡ gỡ xương ra cho con ăn. Hả? À, ăn miếng này vô đỡ ngán. Không, cái rồi hai chồng mình ăn không hết nổi đâu cả nhà, ăn phải hai cử. Cả nhà có câu video của hai vợ chồng mình đó, nhớ cho hai vợ chồng mình một like, một đăng ký và một chia sẻ để vợ chồng mình có động lực làm những cái video ăn uống hoặc là đi ăn chỗ này chỗ kia chỗ nọ cho cả nhà xem á. Cả nhà nhớ ủng hộ cho vợ chồng mình nha, đạt được 10.000 ca sub sớm sớm cả nhà.
Ngay là vợ chồng mình cũng sắp xếp thời gian rảnh rồi về nhà sẵn món cá này mọi em cá tươi mọi nhà phải gửi rồi mà tôi gói luôn vợ chồng mình mặn không có quay mặn sạch sẽ rồi vợ chồng mình mới quay tại vì YouTube cũng khó lắm rồi vợ chồng mình rửa sạch sẽ rồi đem lên chứ còn lúc mặn không quay được cá bự lắm nó quả nó mặn mà mình mẩy mình đã dính dính tùm lum luôn. Anh sẵn đây cảm ơn em trai của anh luôn đi. Nó kêu cho làm gì? Cảm ơn em trai đã tài trợ cho anh chị con cá này. Tài trợ chương trình này. Ngon lắm cả nhà có gì mình chiên ăn thử đi. Cá chim, chim chiên giòn, siêu cay là mình ăn ớt siêu cay thôi nha. Không phải là cá siêu cay. Còn là nước chấm này nè, vợ mình biết hay ăn cay, bởi vậy là nước chấm cay dữ lắm. Em làm 20 trái ớt trong cái bởi là nước chấm cay cực kỳ cay luôn, nhưng mà mình không đủ đô, mình bắt buộc phải ăn ớt thêm. Hít hà luôn mà bà đạt. Không, ngon lắm nha. Cái nhà có dịp thì cái nhà ấy quên. Cái nhà cái nhà có dịp á thì chiên mua cái thì chiên ăn thử. Đó, cả nhà cảm thấy cái vui vẻ của vợ chồng mình á là làm những cái món nhà gia đình nè. Thì món gia đình nó hấp dẫn và rất thẩm mỹ, đẹp. Thì cả nhà cho vợ chồng mình một like, nhất là vợ mình cả nhà. Anh Đó, cho một like cả để cho nhà. vợ mình một like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ để cho vợ chồng mình còn nghiên cứu lại. Ví dụ cái nhà mà cho xem clip này mà cảm thấy hay mà chia sẻ rộng rãi cho nhiều người biết đến á thì vợ chồng mình sẽ tiếp tục sẽ làm những cái món nấu gia đình như vậy nữa. Được không em? Dạ được. Đó thì vợ chồng mình nếu mà cả nhà hãy đăng ký mạnh tay lên để chia sẻ cho vợ chồng mình, giúp Đạt được. đỡ vợ chồng mình để cho nhiều người biết đến những cái video mới của vợ chồng mình. Đạt được 10.000 ca sub sớm sớm cả nhà. À, thì sẵn làm sinh nhật cho vợ mình luôn. Đăng ký mạnh tay vô đừng cho chồng mình làm sinh nhật cho Nhưng mình nha cả nhà. mà trong Tết này luôn á, làm sinh nhật Tết luôn. Còn gì, qua gì? Tết là thôi, qua Tết là Qua tuổi luôn khác thường rồi. thường nói qua tháng giêng là coi như là không còn gì mà Là qua tuổi khác rồi. lộ qua tuổi mới rồi, còn trong Tết thì được cả nhà. Thôi clip mình kết thúc ở đây. Cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian quý báu xem hết clip này. Cả nhà đừng quên đăng ký chia sẻ. Ủng hộ cho quán vỉa hè để quán vỉa hè có động lực làm những clip tiếp theo. Bye bye.